ngày hôm nay chúng ta sẽ đi từ Đà Nẵng tới Tam Kỳ, Quảng Nam. Đây là công tác chuẩn bị. Hôm nay đua chặng rất là ngắn, chỉ có 100 cây thôi, vì thế cho nên là đua khá là trễ, 8 giờ bắt đầu xuất phát. Hôm nay anh Tuấn Bùi sẽ đi một chặng cuối và để tạm biệt anh em, thay anh Sơn diễn viên vào. Thank you.
từ ngày 6/4 năm 2021 đến ngày 30/4 năm 2021 với 22.000 đô la. Tổng tiền rừng. Bạn đua xe đạp á, anh đợi xíu không?
cho đây thôi.